Xin chào quý vị, tôi là Hồng Nhật, dược sĩ chuyên môn tư vấn của nhãn hàng Bảo Não An. Tôi đã có 8 năm kinh nghiệm làm về sản phẩm dưỡng não và tư vấn cho hàng nghìn người mắc bệnh thiểu năng tuần hoàn não mỗi năm. Bệnh thiểu năng tuần hoàn não thường gặp ở những người trung niên và cao tuổi, ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ, giải đáp thắc mắc của mọi người về bệnh thiểu năng tuần hoàn não, hay còn gọi cách khác là bệnh thiếu máu não. Những thông tin tôi chia sẻ đều đã được kiểm chứng qua nhiều nghiên cứu khoa học nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng. Thiểu năng tuần hoàn não là tình trạng lượng máu lên não giảm, giảm sự cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng nuôi não, khiến cho tế bào thần kinh não thiếu năng lượng để hoạt động. Từ đó ảnh hưởng tới các hoạt động chức năng của não. Thiếu máu não do nhiều nguyên nhân gây ra, do xơ vữa động mạch, do tắc nghẽn cục máu đông, do thoái hóa đốt sống cổ gây nên chèn ép mạch máu, rồi là do huyết áp thấp dẫn đến việc lượng máu đến não giảm, hay là do thiếu máu, chất lượng máu kém. Các triệu chứng ban đầu của căn bệnh này sẽ bao gồm đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, ù tai, rối loạn tiền đình, giảm trí nhớ, tê bì chân tay, đau mỏi vai gáy. Nếu như không điều trị kịp thời sẽ gây nên những hậu quả nghiêm trọng như là đột quỵ, xuất huyết não, suy giảm tư duy và trí nhớ. Và những ai đang gặp phải dấu hiệu trên thì nên đi khám để phát hiện sớm cũng như điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm. Ginkgo biloba được chiết xuất từ cây bạch quả, một loại dược liệu được sử dụng từ lâu đời để tăng cường tuần hoàn máu não, hỗ trợ các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt và mất ngủ. Hoạt chất chính ở trong ginkgo là flavonoid, một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do có hại, và terpenoid có tác dụng cải thiện lưu thông máu bằng cách làm giãn mạch máu và giảm độ dính của tiểu cầu. Chính vì vậy, ginkgo biloba có tác dụng rất tốt trong việc giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu não, kích thích hoạt động của não bộ, chống oxy hóa, từ đó bảo vệ tế bào não khỏi các gốc tự do, cải thiện hiệu quả tình trạng đau đầu, mất ngủ, giảm căng thẳng, phòng đột quỵ. Hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều sản phẩm dưỡng não có chứa ginkgo biloba. Thế nhưng mà nổi trội hơn cả đó chính là sản phẩm Bảo Não An được nghiên cứu bởi INPC, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Và đây là viện nghiên cứu khoa học và công nghệ đầu tiên và lớn nhất ở tại Việt Nam. Hoạt chất ginkgo biloba được bào chế dưới dạng phân tử nano với kích thước siêu nhỏ và có khả năng hòa tan nhanh, tăng khả năng hấp thu và xâm nhập được qua hàng rào máu não tới thẳng được các tế bào thần kinh bị tổn thương, từ đó sẽ mang lại hiệu quả nhanh chóng trong việc giúp phục hồi, nuôi dưỡng và bảo vệ các tế bào não. Ngoài ra thì sản phẩm còn chứa các loại thảo dược quý như là bình vôi, đinh lăng, đan sâm, hoè hoa, lạc tiên. Sản phẩm tác dụng toàn diện theo 3 nhóm: hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu não, làm êm dịu thần kinh, giảm tình trạng mệt mỏi, suy nhược cơ thể, mất ngủ và giúp bền vững thành mạch, phòng ngừa và hỗ trợ xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não do tắc mạch gây ra. Đa số người bệnh phản hồi giảm rõ rệt tình trạng đau đầu, chóng mặt và ngủ ngon hơn chỉ sau 3 đến 5 ngày sử dụng Bảo Não An. Tuy nhiên, tùy vào tình trạng và cơ địa của mỗi người, thời gian có tác dụng của sản phẩm sẽ khác nhau. Để có kết quả điều trị tốt nhất thì tôi khuyên người bệnh nên sử dụng sản phẩm từ 3 cho đến 4 tháng. Nếu có thắc mắc gì thì mọi người xin để lại bình luận hoặc gọi vào số hotline, tôi sẽ tư vấn ngay.